Laden sah, làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Dòng tố bao người biết oanh với bao vinh nhục thăng trầm. Biển sóng dạt dào, làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Dòng tố bao hùng rằng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi. Yêu thương hơn đêm năm tháng đua chân, anh biết đó suy tàn nay đó. Đôi ta gặp nhau giữa chốn phong ba, tình mặn nồng mặc sống hay thời gian luôn vẫn đáp giao. Làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Năm tháng bao hùng dòng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi. Yêu thương hôn bé năm tháng đua chen, oanh liệt đó suy tàn nay đó. Đôi ta gần nhau giữa chốn phong ba, tình mặn nồng mặc sóng gió hay thời gian biến vẫn dạt dào. Làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Dòng tố bão bùng dòng thời gian vẫn trôi êm đềm người ơi. Mình luôn cố gắng dành thời gian để ra tiếp xúc với thiên nhiên, để lấy những cái năng lượng, những cái không khí rất là tuyệt vời, những cái năng lượng rất tuyệt vời của biển khơi. Và trước tiên là đặt mình lên trên hết, mình phải có cái thời gian dành cho mình khỏe trước khi mình đi chăm sóc hay giúp đỡ những người khác. Bởi vì một cốc nước có đầy thì mình mới có thể mình san được, chứ còn cốc nước mà đã cạn kiệt rồi thì không thể đổ cái cốc khô ấy sang cho người khác được. Và đơn giản thôi, chỉ có một cái khăn trải này và mình lăn ra nằm trước biển ngủ 10-15 phút cũng cảm thấy rất là khỏe mạnh và thật là thư giãn. Đấy là cái hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc đơn giản nhất và hạnh phúc giản dị nhất. Và tóc thì mình đã bôi cocoa để cho nó dưỡng cái chân tóc, nó đỡ rụng nhiều. Và nằm đây mình có thể xoa mặt, xoa mũi để giảm những cái nếp nhăn đi và cho cái khí sắc ở trên mặt nó sáng sủa hơn lên. Chứ nhìn mà mặt nó tối tăm, bởi vì mình làm cho nhiều người năng lượng thì mặt mình cũng rất hay bị tối, mà bị độc nó vào, mình phải đánh lấy cái thìa bạc ấy, mình đánh rất là dễ chịu. Và mình đã chỉ cho các bạn cách làm đơn giản nhất ở nhà. Các bạn Tây nào thường thường cũng có 1-2 cái thìa bạc ấy, thì đem cái thìa bạc ấy ra đánh rất là thích. Để chúc các bạn một ngày tràn đầy hạnh phúc.